Chuyến đi chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc sẽ kéo dài 4 ngày, khởi sự từ ngày thứ Ba, 7 tháng 4. Chuyến công du được thực hiện vào thời điểm khi mà Hà Nội và Bắc Kinh đang tìm cách cải thiện mối quan hệ đã bị sứt mẻ vì những tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. The Wall Street Journal nói đây là một chuyến đi của một quan chức cao cấp Việt Nam sang thăm Trung Quốc đáng chú ý nhất kể từ sau vụ một giàn khoan được Trung Quốc kéo vào vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014. Thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết mục đích của chuyến đi là để củng cố và duy trì ổn định trong các quan hệ song phương, lót đường cho việc giải quyết những bất đồng và đóng góp xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định. Chuyến đi được thực hiện trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và báo chí Việt Nam nhìn nhận rằng tại thời điểm khi mà quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn. Quan hệ Việt-Trung xuống tới mức thấp nhất sau khi Trung Quốc cho điều giàn khoan dầu nước sâu vào vùng biển đang tranh chấp, dẫn tới các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc tại nhiều nơi ở Việt Nam và những vụ bạo loạn tại một số khu công nghiệp, nơi có các hãng xưởng Trung Quốc và nước ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức Việt Nam sang thăm Trung Quốc trước một chuyến công du ra nước ngoài. Chuyến đi diễn ra trước khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ để đánh dấu 20 năm quan hệ bang giao với Mỹ. Tờ The Wall Street Journal bình luận rằng đây có thể là một cơ hội để Việt Nam điều đình với cả Trung Quốc lẫn Mỹ trong bối cảnh Bắc Kinh đang vận động để giữ chân Việt Nam trong khu vực thuộc ảnh hưởng của Trung Quốc và tìm cách giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Mỹ đối với Hà Nội. Giáo sư Carl Thayer thuộc Viện Đại học New South Wales cho rằng chắc chắn chuyến đi sẽ giúp cải thiện quan hệ Việt-Trung nhưng sẽ không mang lại kết quả cụ thể như một kỳ hạn để giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Chuyên gia về vấn đề Việt Nam này nói rằng sau vụ giàn khoan 981 sẽ cần một thời gian dài trước khi Việt Nam khôi phục lại niềm tin chiến lược từng có với Trung Quốc. Giáo sư Thayer nói chuyến đi sắp tới của ông Nguyễn Phú Trọng là một bằng chứng về thái độ trọng thị và cách xử sự truyền thống của Việt Nam đối với nước lớn Trung Quốc. Nhưng mặt khác cũng đặt Việt Nam vào vị thế để có thể mặc cả với cả Bắc Kinh lẫn Washington. Tiến sĩ Phạm Chi Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam không đồng ý với quan điểm đó. Giới lãnh đạo Hà Nội trước giờ vẫn đu dây. Năm ngoái, trước khi mà ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng sang Washington, thì cũng đã có một cái chuyến đi sang Quảng Đông, mang tiếng là dự một cái hội nghị nào đó về thương mại, nhưng thực ra đó là một cái chuyến được gọi là trình thị ý kiến của Trung Quốc. Là năm 2013, thì ông Chu Tấn Sang trước cái chuyến đi mà sang Washington để gặp Tổng thống Barack Obama, thì cũng đã có một chuyến đi qua Trung Quốc với một cái thế cúi đầu hơi thấp, mang tiếng tỉ nghị nhiều lắm. Đó là truyền thống đối với giới lãnh đạo Việt Nam và dường như không thoát ra được. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ Phạm Chi Dũng cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chính sách đu dây giữa Trung Quốc và Mỹ, trong khi có lẽ đã tới lúc giới lãnh đạo Việt Nam phải nghiêm túc xét lại chính sách ngoại giao để chọn các nước bạn dựa trên những tiêu chí rõ rệt để phục vụ các lợi ích quốc gia trước ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, Việt Nam nhập siêu 24 tỷ đô la mỗi năm. Còn trong quan hệ thương mại với Mỹ, Việt Nam lại xuất siêu khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm. Từ đó có thể cho thấy rằng chơi với ai thì có lợi hơn. Thì chính giới lãnh đạo Hà Nội sẽ phải tự biết quyết định theo cái cán cân thương mại như vậy. Dạ thưa, cái chính sách mà tiến sĩ nói là chính sách đu dây của Việt Nam đó, Việt Nam cho là chính sách ngoại giao đa diện, đa quốc gia đã giúp cho Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Việt Nam cho cái đó là một cái chính sách ưu việt. Nó ưu việt đến mức vào năm 2014, lúc đó Việt Nam đã có tới chẵn 10 đối tác chiến lược. Nhưng mà khi xảy ra sự kiện giàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm vào lãnh hải ở Biển Đông, thì không một ai chìa tay ra với Việt Nam. Làm bạn với tất cả các nước và cuối cùng là tất cả các nước ngoảnh mặt với Việt Nam. Quay lưng lại với Việt Nam thì có phải là một điều khôn ngoan không hay là giải khờ? Tôi không cho là chính sách làm bạn tất cả các nước có thể thực thi trong thời gian tới và có hiệu dụng, mà nên chọn đồng minh chiến lược, đồng minh quân sự và có lẽ chỉ là một vài người bạn chí cốt mà chơi mà thôi. Tại cuộc họp báo thường ngày hôm nay, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không cho biết chi tiết về chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng bà nói Trung Quốc muốn duy trì mối quan hệ vững chắc và lâu dài với Việt Nam.